hôm nay là ngày Black Friday nha các bạn. Sắm rất là nhiều. Đây. Đây giảm 50% nè. Hả? Giá mà. Giá hả? Ồ, 98. Thank you.
khách hàng trả tính tiền. Ở ngoài còn xếp hàng quá chừng luôn kìa. Đi ra, đi đâu? Xong rồi giờ đi ra. Chừng gì đâu? Riết chặt chặt lại khỏi tổ. Ừ, vậy đó rồi. Cái này nè. Đó. Đó, trông gọn liền. Kéo lại. Kéo này lại. Kéo này lại. Đó chưa bỏ vô gì kéo lại chứ. Vậy cũng kéo lại cho đỡ cho nó gớm. Chịu khó rồi anh bỏ vào đây nè, nó khỏi cắn cái bụng anh. Đấy. Đó, thấy chưa? Thiệt là đẹp. Quang.
Quan ơi, Quan. Đây nè con. Ơi. Đây có Phi ăn đây nè con. Đói bụng mua đây ăn nè. Xếp hàng đi. Ăn lên đi một đó. Ăn đây đi. Sẽ giờ ngồi nghỉ ngơi rồi đó, uống nước. Đây, chờ gần tới số rồi nè. 266. Bi gỡ khẩu trang ra con. Ủa giờ đi đâu vậy anh? Trời ơi, xếp hàng dài vậy hả? Từ ở trong ra ngoài này luôn. Trời ơi. Cái xe cắt đồ vừa tới. Rồi tới đi vô dạo tiếp cho sách mệt lắm. Hả?